lãnh thổ Bắc Úc nằm rất gần châu Á. Nơi đây có dân số trẻ nhất cả nước với độ tuổi trung bình là 33 tuổi. Thủ phủ Darwin là thành phố hiện đại và sôi động. Sinh viên quốc tế sẽ được trải nghiệm nền giáo dục chất lượng và có nhiều cơ hội việc làm. Môi trường sống tại lãnh thổ Bắc Úc rất thân thiện, thoải mái với chi phí sinh hoạt hợp lý. Darwin là nơi có nhiều lễ hội thú vị, các hoạt động văn hóa xã hội, ẩm thực phong phú. Lãnh thổ Bắc Úc có một trường đại học công lập là Đại học Charles Darwin, top 750 đại học xuất sắc nhất thế giới, và các trường trung học, cao đẳng, trung tâm đào tạo chất lượng như Haileybury Randall School, Canterbury Institute of Management, Australian City International College, Fox Education. Đăng ký tham dự sự kiện Tháng Du học South Australia để gặp gỡ đại diện vùng lãnh thổ Bắc Úc và tư vấn 1-1 cùng với đại diện các trường đại học hàng đầu.